Đúng như cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mưa lớn kèm theo dông sét đã xuất hiện trong ngày hôm qua và hôm nay tại các tỉnh vùng núi phía Bắc khiến cho một người chết, 9 người bị thương, hàng chục ngôi nhà chìm ngập trong nước. Công tác khắc phục thiệt hại đang được các địa phương tích cực triển khai. Theo số liệu quan trắc từ các trạm đo của Trung tâm Dự báo Khí tượng, đêm qua và sáng nay, mưa to đã diễn ra phổ biến ở các tỉnh vùng núi phía Bắc với lượng phổ biến từ 10 đến 50 mm. Một số điểm mưa lớn ở Thác Bà, Yên Bái 113 mm, Việt Lâm, Hà Giang 85 mm, Tam Đường, Lai Châu 134 mm và Thổ Bình, Tuyên Quang 71 mm. Trong đợt mưa này, Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất khi dông sét làm chết một người ở xã Lản Nhi Thảng, huyện Phong Thổ và 9 người bị thương. Mưa lớn cũng đã làm 90 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 350 mét đường các loại bị sạt lở, hư hỏng, gây thiệt hại hơn 40 hecta lúa và 12 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản. Trước diễn biến này, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện phương châm 4 tại chỗ, giúp người dân sơ tán và bảo vệ tài sản, đồng thời huy động máy móc thiết bị khơi thông dòng chảy. Cơ quan khí tượng vẫn tiếp tục cảnh báo cấp độ 1, tình trạng mưa lớn còn diễn ra có thể gây lũ quét và sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai.